practice more to know our inner great power, part 5 of 5, on Between Master and Disciples, given in Olak Season Chinese on November 5th, 2017 in Shihu, Taiwan, also known as Formosa. Tại sao qua hải quan phải sợ? Nước này họ rất là thân thiện mà, rất tự do, mình có chiếu kháng, mình đi qua được thôi. Có ai ngăn cấm gì đâu, bắt bớ gì đâu sợ. Việt Nam. À bên kia, ấy đừng nói bậy. Ta cho chiếu kháng rồi đi, sợ gì nữa? Không. À, chính phủ. Lần đầu tiên. À. Không có sợ hải quan, sợ không được vô đây. À, sợ không được vô đây. Dạ. À, hải quan bên này nè. Dạ. Hải quan ở thiền đường hả? Hải quan bên anh Đài Loan sao không được vô đây? Tại mình không được vô. Tại sao không được vô? Mấy người đi lần đầu người ta hỏi. À hiểu rồi, sợ hả? Không, mà xứ này tự do lắm. Thấy không, quý vị qua đây ở 3-4 tháng mà ai nói gì đâu. Bởi hết chiếu kháng rồi đi về thôi, thấy không? Họ không hỏi mình đi đâu, làm gì đâu. Mà thí dụ hỏi tới đây thì đâu có sao đâu, thấy không? Ở đây chính phủ rất là tốt với sư phụ. Họ biết sư phụ làm việc tốt, không có phạm pháp gì, không có phiền phức gì. Lâu rồi, mấy chục năm rồi, hiểu không? Họ biết là quý vị tới qua tự nhiên ha. Mà không cần phải nói tới đây, nói đi chơi thôi. Yeah. Thì tới đây cũng chơi thôi, đâu mà đâu nói láo đâu, tới đây đâu có làm việc gì đâu. Tới chơi thôi phải không? Yeah. Đi chơi, đi thăm phong cảnh, đúng rồi, đây phong cảnh đẹp mà. Yeah. Phải không? Yeah. Không sợ gì đâu, ok ha. Xứ này rất là tự do, rất là tốt. Thí dụ quý vị mới bắt đầu vô cái tỉnh này đó, cái ngoài đường, cái biên giới của cái tỉnh này, hỏi thăm Thanh Hải vô thường sư đó, chỗ đó, họ chỉ cho mình đi á. Tôi lạc đường hoài. Mỗi lần về phải hỏi mấy người làng, người xã, người xóm, từ từ họ chỉ hết chỗ này. Cái lần cuối cùng đi về đó, tối rồi 3-4 giờ sáng á, cái ông xe taxi cho địa chỉ mà ông cũng lộn đường hoài. Cái người làng ở ngoài bên kia đó, ổng lái xe, ổng dẫn mình tới đây á. Xe của ổng mà xe taxi chạy theo sau. Họ tốt lắm. À, trong nước thường thường nhiều người cũng biết tên sư phụ, họ không có làm khó dễ quý vị đâu. Ha? À, thì sao đừng có sợ nha. Hết sợ rồi. Không có gì sợ hết, niệm năm câu đi thẳng. Chỉ sợ lạc đường thôi, nhưng mà có người đến, có liên lạc viên tới đón mà. À, còn sợ gì nữa? À, ok. Còn gì nữa không? Hỏi gì nữa không? Thôi hả? À, thôi sư phụ đi lên nha. Ừ. Không mệt gì nhưng mà ngồi đứng ngồi hoài mắc cỡ. Quý vị cứ dòm tôi hoài không biết làm gì hết. Thí dụ quý vị đứng đây ai dòm hoài chịu nổi không? À, mắc cỡ gì? Không, thôi. Rồi, cảm ơn nha quý vị. Tiếp tục ngồi thiền nha. Không có đủ đâu, biết rồi. Dòm không đủ vậy, dòm hình, hòm hình. Hả? Dòm video. Ok. Dạ. Ví dụ tôi không có là. Thôi đi. Bye. 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 Love you, Master. Love you. Be careful, ok? Chăm sóc, ok? Yeah. Take care of yourself, yeah? Yeah. I love all of you. Thank you. Yeah. Ý
好了，我不用不用那么多，他们知道规矩了，知道规矩。过来啊，让他们过来嘛。人家那边你可以坐，这边你可以坐啊。还有空间，看一眼就走哈。好好好，看一眼。嗯，我也爱你。那个现在我们大陆很方便嘛，是不是？是。啊，不管大小了，让他们要来，有空间就让他们来，别挡了嘛，拜托。啊，让他们来看一看嘛，没什么，那么多人看多几个算什么？啊，嘿，大陆现在很方便哈。啊，要来就很方便是吗？哎呀，我也很高兴看到你们那么自由自在。嗯，有没有看电视啊？有看，有没有看 SMTV 那个？有，大陆也能看吗？有，太好了！你看政府这么好，自由哎、欸、哎、欸、是吗？大陆啊，那个大陆自由的影响很大哦，因为大陆是最多人，是不是？哎、欸，现在连政府啊也要弄那个假的肉给大家吃的，有没有？哦，我看到那个新闻我就哭了。觉得哦，好感动啊！我好感动啊！政府大陆政府这么好啊！你看防饱的精神好高啊！整个大陆如果全部能吃那个不是肉的那种肉，哇，不得了，是吗？哎呀，然后影响整个国家呢，啊、哦，整个然后整个世界呢，大陆影响很大嘛，嗯，所以也叫大陆，嗯，嗯。大的路嘛，路很大，嗯，随便就走哪里都影响哪里。现在哈、哦，那个因为什么大陆影响那么大呢？是因为那个大陆那个人数很多嘛，有没有？然后政府很有力量啊，哎，很有力量，嗯，而且力量不是说去打架去杀人的，力量就是帮助人的呢。我很感动啊，嗯、啊。所以你们回去如果认识哪一个政府就说我谢谢了啊，我们修行自由自在啦，私人啊习惯啊，那些政府的仪式我不懂了，怕得罪了，懂不懂？我这个嘴巴又讲得很实话了，怕又得罪了。不过谢谢，不过我也很感激那些好的政府，懂不懂？他对人民好，人民有温饱，懂不懂？有工作，有家，有啊，生活舒服，我就很感激了。我不管他是什么政治啊，懂不懂？有时候说自由政委不一定自由，有时候说什么共产不自由也不一定是这样啊，就看看你的看法嘛，看你要什么嘛，懂不懂？一天到晚要都要不完了、啊，懂不懂？有多少也不够，嗯，所以我们这样已经蛮太好了，太好了，是吗？啊，有工作做呢。还有安平，没有战争是最好的，了解吗？哎，不管我们吃多一点少一点，平安无事，这个也算很好的政府了，懂不懂？哪里政府能够保护人民那么多人民又平安，懂不懂？无事，没有任何的那个战乱过来，没有那个家破人亡，是吗？哎，天天还可以看到小孩上水回来平安，哦，太好了。应该珍惜这个 ，OK， 应该感恩你们的政府啊，很多国家没有这样那么安全了，了解吗？走路就怕，晚上不敢出来，了解吗？连白天也怕加单等等啊，不然的话把晚上出来怕有什么事情有坏人，大陆很小这种东西，懂不懂？很小，几乎没有。跟别国家的话比较的话，大陆几乎没有这种，你晚上走路也很安平的，是吗？是啊、哎呀，是应该感激政府哈，不要乱想哈。即使有什么，有时候有什么摩擦的话，也是业障的。OK， 多修行哈，好好那个承受就好了，反正没办法，我也是忍耐很多了。不是，也不是大陆政府做的，听懂吗？还有哪国都有问题的。OK， 嗯。那也许现在我听那个政府啊，大陆还在送给墨西哥100多什么万美金的，1-2百万的，他们有灾难吗？哇，好慷慨啊！所以在大陆因为这样有世界影响很大，懂不懂？
没有给人家怕，没有欺负人，都包容的，拥护的，帮忙的，就这样才是当真的政府哈，就当人民的父母嘛，还有这样才对了。所以影响不是大陆而已啊，如果整个大陆能够不吃肉的，哇，世界不得了，不得了。现在政府已经开始了，有跟别的公司啊，有订那些啊，对，素肉的啊，我听了我在那边哭了好久，哭了快乐了，不是哭了高兴哦。哎呀呀，大陆带动是太好了，没有听说别国这么冲起来弄那个素食的。哎呀，欧洲他们也有了，有实验了，不过没听说什么政府要公开这样子订单，懂吗？要买菜要订单，太好了 ，OK， 所以你们很有福报了啊 ，OK， 谢谢师傅。我以前也不知道了，住不同的地方嘛，然后都是很多那个广告啊、洗脑啊，说共产怎么样不好不好，那弄得很惨啊。后来越想也没什么啊，人家还是滑的，还是胖胖的嘟嘟那个样子，没人饿死什么，没人被折磨什么到什么程度啊。当然哪一个国家都有国家的法律嘛，共产也好，自由也好，都一样有法律的，什么人犯法的话就会惩罚的，那惩罚了就会抱怨嘛，当然也会有那个弄错的地方，有时候冤枉也有啦，不是说没有，有时候地方神什么的搞鬼啊，懂不懂？利用权力啊压迫人民也是有啦，不过不是政府要那样子啦，是个性的问题，个人的问题啊，哪一国都有，了解吗？就总括来讲的话，人民都安平快乐温饱就 OK 啦，就比如说政府很好，因为不管哪一个政府没办法什么人都满意的，是吗？你看美国总统啊，最好的还是有一说一半拥护一半不拥护啊，懂不懂？就是他们自由嘛，他们爱拥护就拥护，不爱拥护也没人能管什么，就这样，有一点那么自由。不过有自由之权利的话是有大的责任的，要用那个权利好，不能用为了一天到晚吵吵闹闹给政府麻烦，了解吗？所以有好有坏了，哎呀，讲不完了，我不是政治人员，我不再讲了。这些都是大陆吗？是。那位也是吗？是。啊，对不起，那你坐呢，坐着，别动。有看得到吗？我也爱你们，谢谢，那么 ，Thank you， 谢谢，那么遥远来看，多谢了。谢谢大家。我们爱神新加坡的，我可以要求短住三个礼拜吗？新加坡当然谁都可以，为什么不行呢？因为他不批，因为我出国2个月，没有参加公休。啊，这样子啊。最后一次参加是上个月去温哥华 Vancouver。啊 ，OK， 没有工作他就不批啊？没有，就是要连续6个月公休才行。啊，那你说你去别的地方嘛？